Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về cây hoa hồng nhé. Hoa hồng được xuất hiện trên trái đất từ rất lâu đời rồi, có xuất xứ từ các vùng ôn đới và á nhiệt nhiệt đới phía bắc bán cầu. Ở nước ta, hoa hồng được trồng khắp khắp nơi, từ miền núi đến trung du cho đến đồng bằng châu thổ, là một loài hoa toàn là một loài hoa toàn bích, vừa có màu sắc rực rỡ vừa có hương thơm quý phái. Trên hoa hồng được nhiều người ưa chuộng nâng niu, vì thế nó trở nên quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Nhiều giống hoa hồng có nguồn gốc địa phương, một số nguồn gốc từ Trung Quốc và các nước châu Âu khác. Phổ biến là hoa hồng đỏ, cây thấp, cành mềm, mọc thành từng bụi, hoa ít cành, hoa ít cành có màu đỏ tươi, nở quanh năm, thường được trồng ở trong chậu, trong bồn nước cửa nhà. Hoa hồng quế mọc thành chùm ở đầu cành, bông nhỏ màu đỏ cờ, nhụy vàng tươi, hương thơm mát. Các bà, các chị hay dùng hoa hồng quế để dâng cúng Phật dịp ngày rằm mùng 1 âm lịch. Vâng, hoa hồng còn có thêm nhiều loại hoa khác. Hoa hồng bạch tuyền có màu trắng, cánh có nhiều tầng nhưng là nó rất là mỏng và mềm, hương thơm thì dịu, dùng để trang trí phòng khách rất rất là sang. Cánh hoa trưng với mật ong và trái quất làm thuốc chữa ho cho trẻ em rất là tốt. Vâng ạ, hồng bạch thì văn khôi bông lớn hơn. Cánh trắng phớt hồng. Cây cao trung bình, có sức chịu đựng rất là dẻo dai. Hoa hồng nhung thì bông lớn, cánh thì đỏ sẫm, lâu tàn, hương thơm ngát, rất là quý. Cái cây bông hồng nhung ấy rất là đẹp, rất là quý. Ai cũng thích chơi hoa hồng nhung bởi vì là cái màu sắc của nó thì rất là hấp dẫn và màu của nó cũng rất là đẹp. Vì vậy là cây hồng nhung hiện tại bây giờ rất là đang được ưa chuộng đối với rất là nhiều người. Vâng ạ, các loại hoa hồng kể trên đều xuất xứ từ vùng nông thôn ạ đến thị thành, được trồng nhiều ở các công viên, thu hút sự say mê của du khách. Tuy vậy, người yêu hoa hồng thì không thể bỏ qua được hoa hồng dại ạ. Vâng ạ, các bạn có biết đến cây hoa hồng dại không ạ? Vâng ạ, những người yêu hoa hồng thì không bao giờ có thể bỏ qua được hoa hồng dại đâu ạ. Hoa hồng dại hay còn được gọi là tầm xuân, cây nhỏ, cành mềm, mọc lan khắp chốn. Bông hồng dại mọc thành chùm chỉ chi chi chít xinh xắn, dễ thương vô cùng. Những bụi hồng dại nở trên tường rào, điểm xuyến, nét thơ mộng, thanh bình cho ngôi nhà, góc phố của những người thân yêu quanh ta. Mỗi khi đi dạo quanh góc phố nhỏ mà có điểm những cây hoa hồng dại thì rất chi là làm cho du khách đi qua thì rất chi là say đắm, muốn ngắm nhìn. Trong những năm gần đây thì các hoa hồng nhập vào nước ta được trồng theo quy trình kỹ thuật hiện đại trong các nhà kính ở Đà Lạt. Hoa hồng Hà Lan màu đỏ sẫm,
màu vàng cam, hoa hồng Pháp, màu vàng tươi, mọc đơn từng bông, cánh dày, tươi lâu, có thể vận chuyển đi xa. Rất thích hợp với nhu cầu xuất khẩu và nhu cầu sử dụng ngày càng nhiều của nhân dân các thành phố lớn ạ. Cây hoa hồng tương đối là dễ trồng, dễ thích nghi với các vùng khí hậu khác nhau. Hoa hồng theo các cách chiết và dâm cành, chọn cành mập mạp, không già, không non, bánh tẻ. Bóc một khoanh vỏ rồi đắp bùn trộn lẫn phân mùn xung quanh, bó chặt, tưới nước hàng ngày, đợi đến khi đâm rễ thì cắt ra đem đi trồng. Vâng ạ. Và một thời gian sau khi cành chiết đã đâm nhánh thì bón thúc cho cây phát triển. Hoa hồng thì rất là ưa ánh sáng, cần độ ẩm thì vừa đủ, không cần phải tưới nhiều quá đâu ạ. Tuy vậy, cây hoa hồng hay bị các loại sâu phá hoại như sâu đục thân, sâu gióm, sâu tơ ăn lá, cho nên người trồng phải thường xuyên phun thuốc. Người trồng phải thường xuyên phun thuốc để loại bỏ các loại sâu bệnh cho cây hoa hồng, để cho cây được tốt, tươi tốt. Bắt sâu, ngoài phun thuốc ra thì chúng ta còn phải bắt sâu, tỉa bớt lá già để cho cây được xanh tốt, mập mạp hơn. Mỗi năm cần bón phớt một lần, vài năm đốn đốn sâu, đốn đau ạ. Đốn sâu hay là còn đốn đau, mình đốn xuống sát thân, sát ở dưới gốc ấy ạ, để một lần cho cây nó trẻ lại, nó mọc mầm lên cho trẻ lại. Cây hồng đang trổ hoa, ở đầu mỗi cành có nhiều nụ lớn bằng đốt ngón tay, được bao bọc trong một lớp đài hoa màu xanh. Và được bao bọc trong một lớp đài hoa màu xanh nhạt. Những nụ nhị, nụ em chi chít âm thầm chuẩn bị đến ngày khoe sắc, khoe hương. Nụ hoa uống sương đêm và tắm ánh nắng mặt trời, tắm ánh nắng mai buổi sáng sớm mặt trời đấy ạ. Vâng ạ, thì từ từ nó hén ở. Những cánh hoa đỏ thắm trông rất là đáng yêu vô cùng. Những ai mà yêu hoa hồng thì những khi mỗi độ hoa hồng nở, rồi những nụ hoa chúng chín chuẩn bị đợi đến ngày khoe sắc khoe hương, rất thích ngắm. Như mình thì mình trồng hoa hồng thì mình rất là thích ngắm hoa hồng mỗi khi ra chuẩn bị ra hoa. Và vào những ngày đẹp trời, hoa hồng khoe sắc khoe hương rất là đẹp. Vâng ạ. Khi hoa nở khoe nhụy vàng, cái nhụy vàng tươi của hoa hồng rất là đẹp và bắt mắt, tỏa hương thơm ngát, quyến rũ những chú ong bướm đến để hút hương thơm của hoa. Những cánh hoa xinh xinh đáng yêu như đôi môi của em bé. Cây hoa hồng thì ra hoa quanh năm, nhưng nở rộ nhất là vào mùa nào các bạn có biết không? À, hoa hồng thì nở rộ nhất vào mùa xuân đấy các bạn ạ. Mỗi khi xuất đến xuân, Tết đến xuân về,